Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Nhung Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ review cảnh hái rau mồng tơi nhé. Rau mồng tơi là loại rau bình dị trong mâm cơm người Việt, trở thành một trong các loại rau xanh quen thuộc và thường được dùng để chế biến nên các món ăn thơm ngon, mát lành. Cây mồng tơi thuộc dạng dây leo, dài 1,5 đến 2 mét, sống từ 1 đến 2 năm. Thân mồng tơi có phân nhánh màu xanh nhạt hoặc tím nhạt. Lá mọc xoa le, đơn, nguyên, mẩm, có cuốn, phiến lá hình trứng, đầu nhọn, phía cuốn bằng hay hơi hẹp lại, dài 3 đến 12 cm, rộng từ 2 đến 6 cm. Cụm hoa hình bông mọc ở kẽ lá, nhỏ, màu trắng hay tím đỏ nhạt. Những bông ở phía trên dài và gầy hơn. Quả mọng nhỏ hình cầu hay hình trứng, dài chừng 5 đến 5 mm, màu tím đen khi chín. Cây mồng tơi có nguồn gốc ở các nước nhiệt đới của châu Á và châu Phi. Tại Việt Nam, cây này mọc hoang và được trồng cho leo hàng rào để lấy rau ăn. Người ta hái đọt non và lá vào mùa hè và mùa thu vì thời tiết giúp cây có đặc tính kháng sâu bệnh tốt. Mồng tơi sở hữu khá nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như lipid, natri, kali, carbohydrate, chất xơ, protein, canxi, magie, sắt, các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 có tác dụng rất tốt cho cơ thể. Thứ nhất là cải thiện tình trạng đau nhức xương. Sử dụng rau mồng tơi chế biến thành món ăn ngon bổ dưỡng là một trong những giải pháp cải thiện triệu chứng đau nhức xương khớp hiệu quả mà ít gây tác dụng phụ. Dụng thứ hai là người loãng xương. Hàm lượng canxi trong rau mồng tơi khá cao. Người ta ước tính 44g mồng tơi một bát nhỏ có thể cung cấp gần 55mg canxi. Việc bổ sung loại rau này thường xuyên giúp xương, răng và các móng của bạn chắc khỏe hơn, giảm thiểu nguy cơ loãng xương và gây gãy xương ở người cao tuổi. Thứ ba là hỗ trợ giảm chất béo cholesterol. Chất nhầy betin trong rau mồng tơi có tác dụng hấp thu cholesterol trong lòng ruột. Do đó, cholesterol không thể hấp thu qua thành ruột vào máu. Người mắc bệnh béo phì muốn giảm cân nên ăn rau mồng tơi vì nó cung cấp ít calo, lại thông tiểu, nhuận tràng và giảm được cả mỡ máu. Thứ tư là chữa yếu sinh lý. Rau mồng tơi được đánh giá là có vị chua, tính hàn, có khả năng thanh nhiệt, giảm mệt mỏi và tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất khoáng như magie, canxi, sắt, kẽm, vitamin A, vitamin C, rất cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới. Thường thì mồng tơi sẽ cho vào cùng rau ngót, rau má, lòng gà hoặc lòng vịt để nấu canh và sử dụng trong một bữa. Dùng 2-3 lần một tuần thì sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Thứ năm là trị mụn nhọt. Mồng tơi chứa các loại vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C có tác dụng giảm tình trạng mụn xương đỏ, chống viêm và sát khuẩn, nhờ đó làm giảm nguy cơ mụn tái phát. Làm giả nát lá mồng tơi thấp ngoài da ở vị trí sưng viêm do mụn nhọt, để khoảng 20 phút rồi dùng khăn lau cho sạch. Thực hiện điều đặn hàng ngày để sát trùng, giúp các vết thương do mụn nhanh lành mặt lại. Thứ sáu là trị mụn trứng cá. Việc dùng lá mồng tơi làm thực phẩm hàng ngày giúp dưỡng da, trị rơm sảy, mụn nhọt hiệu quả, giải nhiệt trong mùa nóng. Các chất chống oxy hóa
có trong mồng tơi như vitamin C, vitamin A, còn giúp chống viêm, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng như các vi sinh vật từ môi trường xâm nhập vào vết mụn. Bạn hãy giã nát ra mồng tơi và díp cá với tỷ lệ bằng nhau. Sau đó, lọc lấy nước cốt thoa lên khu vực bị mụn 3-4 lần một tuần. Thứ 7, chữa bệnh trĩ. Mồng tơi chứa nhiều chất xơ, sắt và vitamin B3, có tác dụng hạn chế tổn thương ở bướu trĩ, ngăn ngừa táo bón và đặc biệt phù hợp với bệnh nhân thường xuyên đại tiện ra máu. Bạn hãy giã nát rau rồi đắp trực tiếp vào bướu trĩ trong khoảng 30 phút, thực hiện cách ngày. Bạn có thể nấu canh rau mồng tơi với cá diếp, cua đồng hoặc tôm ăn khoảng 2-3 lần một tuần để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Thứ 8, chữa say nắng. Bạn hãy giã nát lá mồng tơi rồi đắp lên trán người bệnh để bệnh nhân nằm nơi thoáng mát, nghỉ ngơi một lúc sẽ thấy tình trạng được cải thiện đáng kể. Thứ 9, chữa nám, thâm da. Lá mồng tơi có tác dụng lưu thông khí huyết, từ đó cung cấp các dưỡng chất, vitamin cần thiết đến tái tạo lại làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, trong thành phần của rau mồng tơi rất nhiều các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự phá hủy tế bào và sản sinh bất thường melanin, gây ra hiện tượng nám da, lão hóa. Bạn hãy lấy lá mồng tơi rửa thật sạch, giã nhuyễn, sau đó đắp lên da sẽ giúp da giảm thâm, nám đáng kể. Thứ 10, chống oxy hóa, cải thiện thị lực. Vitamin A rất cần thiết cho thị lực và sức khỏe của mắt. Retinol, dạng hoạt hóa của vitamin A, sau khi kết hợp với một loại protein trong cơ thể sẽ tạo thành holospin, một chất cần thiết cho khả năng phân biệt màu sắc và nhìn trong bóng tối. Nó cũng giúp bảo vệ và duy trì giác mạc. Đây là một lớp màng mỏng bao phủ bề mặt mắt và bên trong mí mắt của bạn. Chính vì các tác dụng nêu trên, việc bổ sung đủ vitamin A là cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ mắc đục thủy tinh thể và suy giảm thị lực, đặc biệt ở người cao tuổi. 11. Nâng cao hệ miễn dịch. Người ta ước tính 100g lá mồng tơi chưa tới 102mg vitamin C. Hoạt chất vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật, chống viêm nhiễm do vi sinh vật có hại và giảm thời gian mắc bệnh. 12. Chữa hơi thở nóng, có mùi khó chịu. Mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp trị chứng nóng trong, hơi thở nóng, thở phì phò qua mũi. Hãy thử nấu canh rau mồng tơi cùng cua đồng ăn vào buổi trưa hè. Món ăn này sẽ giúp tiêu nội nhiệt và giảm chứng thở nóng khó chịu nhé. 13. Chữa đầy bụng, ăn không tiêu. Chất xơ và chất nhầy pectin trong rau mồng tơi giúp kích thích nhu động ruột, giảm chứng đầy bụng, khó tiêu. 14. Tăng lượng sữa đáng kể cho sản phụ. Sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ thường yếu ớt, mất máu và các chất dinh dưỡng. Do vậy, trong chế độ ăn hàng ngày, cần tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu. Bên cạnh đó, một chế độ nghỉ ngơi đầy đủ, khoa học sẽ giúp người mẹ nhanh chóng hồi phục thể lực và có đủ sữa cho con bú. Rau mồng tơi chứa các vitamin A, vitamin B3, sắt và axit folic giúp bổ máu, làm tăng lượng sữa rất tốt cho phụ nữ sau sinh. 15. Ổn định huyết áp và kiểm soát cân nặng. Chất nhầy pectin và chất xơ trong rau mồng tơi giúp giảm mỡ máu, giảm lượng đường trong máu, gây cảm giác no lâu và giảm sự thèm ăn. Hơn nữa, lượng calo trong loại rau này lại rất thấp. Chính vì vậy, mồng tơi rất phù hợp cho các đối tượng cao huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc người đang có nhu cầu giảm cân. 16. Thanh nhiệt, giải độc cơ thể và chữa táo bón. Chất xơ và magie trong rau mồng tơi có tác dụng kích thích nhu động ruột, giảm táo bón hiệu quả. Chất xơ hòa tan là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ vi khuẩn hoạt động tốt trong hệ tiêu hóa,
hơn nữa. Chất xơ hòa tan có thể hút nước, làm cho phân mềm hơn, giúp cho việc đào thải diễn ra thuận lợi, dễ dàng và tránh nguy cơ ung thư đại tràng. 17. Bổ sung sắt và canxi. Sắt và canxi là hai nguyên liệu quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống xương khớp, các tế bào trong hệ miễn dịch, tế bào máu và thần kinh. Mồng tơi có chứa hàm lượng sắt và canxi khá cao, lại lành tính không độc. Vì vậy, khi bé đến độ tuổi ăn dặm thì có thể cho bé ăn loại rau này. Vậy, những ai không nên ăn rau mồng tơi? Những người hấp thu kém không nên ăn rau mồng tơi, bởi mồng tơi chứa hàm lượng lớn axit oxalic. Chất này có khả năng kết hợp với canxi và sắt khiến cơ thể không thể hấp thu hai chất dinh dưỡng quan trọng này. Những người mới lấy cao răng, rau mồng tơi dễ tạo mảng ô bám trên răng do axit oxalic trong rau kết hợp với canxi trên răng. Vì vậy, những người mới lấy cao răng không nên ăn mồng tơi trong 1-2 tuần đầu. Người bị sỏi thận. Mồng tơi sở hữu hàm lượng khá cao purine, hợp chất hữu cơ khi vào cơ thể sẽ trở thành axit uric, từ đó tăng nguy cơ sỏi thận. Ngoài ra, mồng tơi còn có axit oxalic nên có thể làm nồng độ canxi oxalat ở nước tiểu tăng cao, gây nên sỏi thận dễ dàng. Người đau dạ dày không nên ăn nhiều rau mồng tơi, bởi lượng chất xơ lớn trong rau mồng tơi có thể khiến dạ dày khó chịu khi ăn nhiều. Người đang bị tiêu chảy, mồng tơi có tính hàn, giúp nhuận tràng, tiêu thủng, điều trị táo bón. Nên người bệnh đang bị tiêu chảy mà ăn các món ăn chế biến từ mồng tơi sẽ càng làm nặng thêm tình trạng bị tiêu chảy. Rau mồng tơi kiêng kỵ với gì? Loại rau này tương kỵ với thịt bò, khi kết hợp với nhau sẽ làm giảm tác dụng nhuận tràng của mồng tơi, đồng thời gây đầy bụng, khó tiêu. Không nên kết hợp phô mai với rau mồng tơi. Cả hai loại thực phẩm này đều giàu đạm, nên khi ăn chung sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa cho đường ruột. Bạn cũng nên hạn chế ăn mồng tơi sống hay để qua đêm, bởi điều này dễ dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là ung thư. Như lượng nitrat trong rau sẽ chuyển thành nitrit, chất gây ung thư khi để qua đêm. Bất cứ loại rau nào dù tốt đến mấy thì cũng không nên ăn quá nhiều, quá lạm dụng. Mồng tơi cũng vậy, bạn hãy ăn một cách vừa phải, không quá 400g một ngày, nhằm phát huy tối đa lợi ích mà không gây phản tác dụng nhé. Nên phối hợp mồng tơi cùng với các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật để giảm bớt tính hàn của nó nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, like, share, bình luận và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video theo nhé.